trong một cái bài báo mà có nhiều trang thì rất nhiều trường hợp là một cái bài sẽ được tách làm đôi để nó tham gia một phần trong cái trang một và phần khác thì đặt đâu đó, ví dụ như ở trang thứ 4 trong bài. Thì như vậy thì ở trang 1 bà sẽ có một cái phần hướng dẫn là xem tiếp ở trang 4. Còn ở trang 4 thì cái phần đuôi của nó ở trang 4 sẽ có phần là tiếp theo ở trang 1. Cái bài này chúng ta sẽ làm cái thủ thuật đó trong InDesign CC 2019. Bạn mở cái file InDesign lên thì chúng ta có sẵn ở đây 3 chương. Chương 1 là ở đây trang 1. Còn chương 2 thì chúng ta sẽ thấy được rằng là nó, nếu mà bạn quét á, bạn quét thì bạn thấy được rằng là nó là từ cái trang 2 và nó lấn qua trang 4. Còn trang 3 này nó sẽ là của chương 3. Như vậy là cái chương 2 nó sẽ tách làm hai, phần đầu nó ở trang trang 2 và phần phần đuôi nó thì ở trang 4. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ đặt một cái hướng dẫn là xem tiếp ở trang ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ đặt một hướng dẫn là tiếp theo ở trang. Thì ví dụ như bạn không đặt ở trang 4 thì bạn sẽ thấy được rằng là bạn sẽ áp cái thông số đặc biệt để cho InDesign nó tự động nó nhận ra được cái phần tiếp theo ở trang nào nó thêm vào. Thì ở đây chúng ta sẽ tạo ra cái dòng chữ là xem tiếp ở trang. Các bạn tạo quét để mà tạo ra cái phông chữ, và lưu ý là bao giờ cũng vậy, chúng ta cần phải đụng vào, chạm vào cái prompt text của cái phần đầu để cho nó có kết nối. Mở ngoặc xem tiếp, tôi không bỏ dấu, ở trang, và chúng ta đóng ngoặc lại. Thì ở trang này thì bạn không nhớ, hoặc là nếu bạn thay đổi thì nó sẽ tự động nó cập nhật cho bạn. Thì ở trang chúng ta vào cái type, chúng ta vào cái special, insert special character, chúng ta chọn cái masker và chúng ta chèn vào cái next base number. Đó, nó tự nhận ra là cái phần kia đang nằm ở trang 4. Rồi ở đây thì bạn cũng phải tạo ra một cái phần hướng dẫn và nhớ là cho nó chạm vào cái khối test này để cho cái kết nối tiếp theo trang. Ở đây chúng ta sẽ chọn type và chọn cái insert special character, chọn cái marker và chọn cái radius page number, và nó nhận ra là trang 2. Đặt trường hợp tôi có một cái trang, tạo thêm một trang nữa. Như vậy chúng ta đã có cái trang này. Lúc bây giờ nó là trang 4. Ha, bây giờ chúng ta sẽ chuyển nó qua trang 5 để chúng ta sẽ xem lại cái chữ mà xem tiếp ở trang 4 này nó có update thành xem tiếp ở trang 5 hay không. Thì chúng ta sẽ kéo qua cho nó nằm ở trang 5. Ví dụ tôi di chuyển nó ở trang 5, qua trang 5. Rồi như vậy thì hiện tại bây giờ cái phần tiếp theo này nó nằm ở trang 5 rồi chứ phải nằm ở trang 4 nữa. Thì chúng ta xem cái phần này nó có update lên là trang 5 hay không. Thì chúng ta thấy nó đang xuất hiện là ở trang 5. Đó là cái tính năng mà chúng ta ngắt đôi một cái bài viết và để cho InDesign tự cập nhật cái phần link của nó để cho người đọc xem tiếp.